Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 30 tháng 3 năm 2023. Xe tăng Ukraine phục kích và tấn công mục tiêu gần Bakhmut để yểm trợ bộ binh. Ông chủ Wagner tuyên bố quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề trong trận Bakhmut. Ukraine chi 3,5 tỷ đô la cho quân đội mỗi tháng. Nga nêu 10 điều kiện với Ukraine để chấm dứt xung đột. Chỉ huy trung đội xe tăng, người có biệt danh Bender nói rằng kíp lái xe tăng của trung đội đã hoàn thành nhiệm vụ tấn công cứ điểm của đối phương từ nơi ẩn nấp để hỗ trợ lực lượng bộ binh. Khi trả lời câu hỏi về nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây và tác động của các loại vũ khí này đối với mặt trận Bakhmut, ông Bender nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ có năng lực mạnh mẽ hơn khi tiếp nhận các phương tiện quân sự mới, đó là những phương tiện hiện đại, tiên tiến và được trang bị vũ khí tốt hơn." Cùng ngày, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga thừa nhận cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut của Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng này cũng như quân đội Ukraine. Bakhmut, một thành phố nhỏ ở phía đông, hiện đang chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội nhất trong thời gian gần đây. Các quan chức Nga cho biết lực lượng của nước này vẫn đang chiếm ưu thế trong các cuộc giao tranh trên từng con phố tại Bakhmut, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể buộc quân đội Ukraine rút lui. Sáng lập viên công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, hôm 29 tháng 3 cho biết các lực lượng Nga đã liên tục làm hao mòn quân đội Ukraine trong trận chiến ở Bakhmut, phía Nga gọi là Artyomovsk. Bộ phận báo chí của Wagner dẫn lời ông Prigozhin tuyên bố trên kênh Telegram: "Trận chiến Bakhmut trên thực tế đã phá hủy quân đội Ukraine của..." Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Machenko tiết lộ Kiev chi khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng cho quân đội. Trong cuộc gặp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu ngày 29 tháng 3, ông Machenko cũng cho biết ngân sách của Ukraine thu được 2,2 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Tuần trước, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tăng chi tiêu ngân sách cho quốc phòng thêm hơn 14,6 tỷ đô la Mỹ. Khi phê duyệt dự thảo ngân sách năm 2023 vào tháng 11 năm 2022, Quốc hội Ukraine đã dành hơn 31 tỷ đô la cho các lực lượng vũ trang và an ninh quốc gia, chiếm 43% tổng chi tiêu ngân sách. Khi phê duyệt dự thảo ngân sách năm 2023 vào tháng 11 năm 2022, Quốc hội Ukraine đã dành hơn 31 tỷ đô la Mỹ cho các lực lượng vũ trang và an ninh quốc gia, chiếm 43% tổng chi tiêu ngân sách, tương đương 18,2% GDP. Thâm hụt ngân sách của Ukraine trong năm nay dự kiến sẽ ở mức kỷ lục 38 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ có kế hoạch trang trải thâm hụt bằng cách sử dụng viện trợ nước ngoài của phương Tây. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 29 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết tương lai của Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc Kiev và phương Tây sớm đối mặt với thực tế như thế nào. Ông Galuzin đã đề xuất danh sách 10 điểm mà chính phủ Ukraine cần thực hiện để chấm dứt xung đột. Theo ông Galuzin, để mang đến hòa bình cho Ukraine, các lực lượng quân sự của nước này phải rút lui và phương Tây phải dừng tất cả các đợt vận chuyển vũ khí cho Kiev. Một số điều kiện được nhà ngoại giao Nga nêu ra đã từng được đề cập từ sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, như phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, Kiev phải cam kết không bao giờ gia nhập EU hoặc NATO và xác nhận tình trạng phi hạt nhân. Một điều kiện nữa đã được bổ sung vào tháng 10 năm 2022 liên quan đến việc công nhận các thực tế lãnh thổ mới, hiểu chung là quyết định của các khu vực Kherson, Zaporozhye, các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng về việc sáp nhập vào Nga. Ngoài ra, việc đảm bảo sự bảo vệ với ngôn ngữ Nga và quyền lợi của những người nói tiếng Nga cũng như tất cả các nhóm thiểu số khác ở Ukraine cũng nằm trong danh sách của ông Galuzin. Ông cho biết Ukraine cần mở lại biên giới với Nga và khôi phục khung pháp lý trong quan hệ với Moscow cùng các nước Cộng hòa từng thuộc Liên Xô. Lần đầu tiên, Moscow đề cập đến việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt Nga và rút lại những nhận định cũng như chấm dứt việc buộc tội Nga, các cá nhân và thực thể hợp pháp của nước này, trong đó bao gồm lệnh bắt gần đây của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC với Tổng thống Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách về quyền trẻ em, Maria Lvova-Belova. Yêu cầu cuối cùng trong danh sách của ông Galuzin là phương Tây phải chi trả việc tái thiết các cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy trong cuộc xung đột ở Ukraine kể từ năm 2014. Tương lai hòa bình của Ukraine phụ thuộc vào việc tôn trọng quyền lợi của dân tộc Nga ở nước này, khôi phục quan hệ hữu nghị với tất cả các nước láng giềng, đồng thời quay lại nguyên tắc sáng lập về tình trạng trung lập và không liên minh trong tuyên bố độc lập năm 1990, ông Galuzin nói. Moscow sẽ không đơn giản chấp nhận một quốc gia chống Nga công khai, bất kể biên giới thế nào là một nước láng giềng, ông Galuzin tuyên bố.
Trong khi đó, nền tảng hòa bình được chính quyền Kiev thông qua bao gồm Nga phải rút hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine tuyên bố chủ quyền, bồi thường thiệt hại chiến tranh và các phiên tòa phải được tổ chức để xét xử tội phạm chiến tranh với quân đội và giới lãnh đạo chính trị ở Moscow.